Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lâm đã cuối cùng chúng đã có một buổi tập đầu tiên cùng với cả đội, thì Lâm cũng đang rất là vui khi tập luyện cùng với tất cả mọi người. Lâm sẽ cố gắng tập luyện tốt để có một phong độ tốt cho chuẩn bị cho mùa giải. Cảm ơn tất cả mọi người đã những ai quan tâm và theo dõi Lâm.